Xin chào mừng các bạn đang đến với chương trình giới thiệu nghệ sĩ của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Chương trình được phát định kỳ vào mỗi chiều thứ hai hàng tuần lúc 15:25. Các bạn thân mến, Vũ Thanh Hằng với nickname hay là nghệ danh là Hằng Binh Bo đã dần khẳng định tên tuổi của mình với những sản phẩm âm nhạc gần đây. Và đây là lần thứ hai cô ấy trở lại với chương trình giới thiệu nghệ sĩ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện trao đổi với cô ấy xem là qua 2 năm thì cô ấy đã có sự thay đổi như thế nào nha. Xin chào Hằng Binh Bo ạ. Em chào anh và chào tất cả các khán giả của Đài Truyền hình Long An và chúc quý vị có một ngày thật là tươi đẹp và thật nhiều hạnh phúc. Yeah. Gần đây nhất thì mọi người thấy Hằng trong MV Rời, song ca cùng Trung Quân Idol. Bạn có thể chia sẻ thêm về MV này? Rời là một MV em đã thực hiện cách đây cũng đến 4 tháng hay 5 tháng rồi. Yeah. Và thực sự là rất là bất ngờ khi mà nhận được cái phản hồi tốt của khán giả. Và cái lượt view nghe cũng như là xem MV đã có thể nói là trả lời tất cả những cái sự mà cố gắng của em và Trung Quân trong thời gian vừa rồi. Yeah. Bạn có nghĩ đó là một ca khúc song ca rất là ý cho bạn và Trung Quân Idol không? Ưng ý, thật sự rất ưng ý. Có một vài điều hơi tiếc nuối, nhưng mà thật sự là mình còn trẻ mà đôi khi có những cái điều mà mình chưa làm được như đúng cái điều mà mình mong muốn. Nhưng mà thực sự là đã cố gắng hết sức, và khi mà mình nghĩ đến một điều rằng mình đã cố gắng hết sức một điều nào đó rồi, thì kể cả nó có thất bại hay là nó chưa được vừa lòng thì mình vẫn đã vui vì mình đã cố gắng và không hề nản lòng với bất cứ chuyện gì. Khánh được biết những cái thông tin ngoài lời chút xíu là bạn và Trung Quân Idol cũng là một đôi bạn thân, những người đồng nghiệp rất là thân thiết. Thì các bạn có dự định sẽ có những cái sản phẩm tiếp theo chưa? Tương lai thì chưa thể nói trước được, nhưng mà vì đã là bạn thân hoặc là những người đã yêu nhau trong âm nhạc rồi thì chắc chắn là sớm hay muộn thôi em và Trung Quân sẽ chắc chắn phải trở lại với nhau. Yeah. Yeah. Như Khánh cũng vừa giới thiệu đến khán giả của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An, thì qua gần 2 năm thì Hằng có nhiều thay đổi trong âm nhạc cũng như là về cái hình thức bên ngoài của mình. Hiện tại thì Khánh thấy Hằng có thay đổi thì nhiều. Tóc thì có cái màu rất là cá tính. Hằng có thể chia sẻ về cái hình tượng này của mình ạ? Thực ra nói về dùng từ hình tượng thì có thể hơi to tát, nhưng mà em thật sự là rất muốn sống với chính cái tính cách của mình, và mỗi một thời gian, mỗi một thời điểm thì em đều thích một cái điều gì đó. Ví dụ như cách đây 2 năm em tới đây và em gặp khán giả Long An thì em đã để một mái tóc đen, và em giữ như vậy cũng khá là 4-5 năm rồi. Và đến thời điểm hiện tại cách đây vào khoảng tầm 2 tháng, em tự dưng em quyết định là em muốn một cái gì đó thật khác. Chắc chắn là không phẫu thuật thẩm mỹ, thế nên là để khác thì chúng ta sẽ phải khác một vài điều. Ví dụ như là mặc đồ khác đi, hoặc là màu tóc khác đi, thì chắc chắn là sẽ làm mới mình cho khán giả và mọi người sẽ thích và không bị nhàm chán em. Trong cái MV Rời chẳng hạn thì Khánh thấy là bạn giống như một nàng công chúa vậy đó. Theo Khánh nghĩ nha, không biết là mọi người thấy như thế nào. Hình ảnh rất là đẹp, rất là lung linh. Bạn có thể chia sẻ một chút xíu về cái phần tạo hình trong MV này không? Thực ra lúc đầu thì em và Trung Quân có hướng là cái MV này bọn em sẽ rất là chất, rất là đường phố, rất là street style. Thế nhưng mà đến sát ngày quay thì có một vài lý do cũng như là có một vài điều bọn em suy nghĩ và hướng lại nó theo cái phong cách nó hơi lãng mạn một chút xíu và hơi kiểu dễ thương. Và thực sự là lần đầu tiên em thử đặt mình ở một hình ảnh của một cô gái yếu đuối và rất là nữ tính, và không nghĩ là mọi người lại thích như thế, bởi vì từ trước đến nay em lên sân khấu hay là giao lưu hay là nói chuyện hay là mặc ăn mặc thì cũng đều rất là hơi đàn ông một chút xíu, hơi nam tính. Thế nên là bây giờ khi mà thể hiện mình là một cô gái yếu đuối như vậy thì lúc đầu em cũng rất lo lắng, nhưng mà sau này thì em thấy phản xạ của khán giả cũng rất là tốt. Ngoài thay đổi về hình ảnh của bạn thì hình như là cái việc quản lý của bạn cũng thay đổi về quản lý của mình phải không ạ? Dạ đúng rồi. Dạ. Không biết anh đã nghe tin tức này ở đâu? Người trong showbiz chuyện này cũng có thể biết được. Đúng rồi. Đúng, và hiện tại thì em đang kiếm tìm một công ty hay một quản lý nào đó cho riêng mình, và phải thật sự là hiểu nhau nữa. Và ngoài việc hiểu nhau thì còn phải là có gu cùng gu thẩm mỹ. Thẩm mỹ ở đây là gồm có cả âm nhạc và cả thẩm mỹ tất cả mọi thứ nữa. Hoặc là, và thêm một điều nữa đó là thật sự là yêu quý nhau và thương nhau nữa. Thế nên là để tìm được một người quản lý thông minh, hiểu biết và yêu thương mình thật sự là rất là khó để mà kiếm tìm với thời buổi hiện đại, và nhất là em vẫn còn mới bỡ ngỡ ở Sài Gòn. Thế nên là em mong là thời gian sắp tới em sẽ kiếm được cái công ty hoặc là quản lý mà giúp đỡ cho mình, để mình có thể dành tất cả thời gian toàn tâm toàn ý để sáng tác, sáng tạo và
học tập chứ không phải nghĩ những cái thứ bên lề khác nữa. Chứ hiện tại thì bây giờ thì bạn sao, tự lập tất cả? Hiện tại thì em đang tự lập tất cả mọi thứ và phần lớn thì sẽ có những cái việc khác nữa thì có thể trợ lý của em sẽ hỗ trợ cho em, nhưng mà phần lớn như là hợp đồng hay là show hay là gì đó thì em đều phải tự làm việc. Nhưng mà thực sự là rất nhiều người đã nói với em là mình phải tự làm đã trong một thời gian đầu tiên thì để mình biết tất cả mọi thứ công việc, thì sau khi mình đã có quản lý hay công ty mình sẽ hiểu được là công ty đang làm những gì cho mình hoặc là quản lý đang làm những gì cho mình, mình sẽ hiểu họ hơn, đôi khi mình sẽ không bị hiểu nhầm nhau cả, thế nên là có thể sẽ trao đổi và nói chuyện được với nhau nhiều hơn. Bạn vào Sài Gòn lập nghiệp hoặc là bước vào con đường ca hát ở Sài Gòn thì cũng khoảng hơn 3 năm rồi phải không ạ? Thực ra chính xác là hơn 2 năm. Không phải quá dài nhưng mà cũng không phải là quá ngắn đối với một người trẻ khi mà bước chân vào Sài Gòn để lập nghiệp cho bạn. Thì bạn đã gặp những cái thuận lợi và những cái khó khăn nào? Khó khăn thì nhiều lắm. Trước kia em mới quay cho Đài Long An đầu tiên, em cũng đã chia sẻ rất là nhiều thứ. Có thể nhắc lại một chút xíu như là ngày xưa ở ngoài Hà Nội thì phần lớn là bố mẹ sẽ nấu ăn cho em, và em chả phải nấu ăn gì cả, đôi khi chỉ phải phụ bố mẹ một vài việc thôi. Rồi vào đây thì em sẽ phải tự học nấu ăn này, mà nấu ăn thì lại dở nữa chứ, nên là đôi khi mình chẳng ăn được đồ mình ăn, nấu xong là thôi ngồi im luôn. Thế xong rồi đường xá rồi mọi thứ, con người cũng khác. Anh cũng biết một phần đó là người Hà Nội chắc chắn là khác người Sài Gòn rồi. Thế nên là khi vào đây em gần như là hơi bị sốc về văn hóa. Thế nên là cái cách vai trò của người Hà Nội cũng khác người Sài Gòn. Nếu mà em đi chơi với những người Hà Nội, em pha trò, em nói chuyện với các bạn thì các bạn có thể sẽ cười rất là nhiều. Nhưng mà ở Sài Gòn thì có thể là các bạn chưa hiểu được, không biết là cô bé này đang nói cái điều gì. Đấy, thế nên là đôi khi mình bị hụt hẫng một chút xíu về cả văn hóa, về cả bạn bè, về cả tất cả mọi thứ, về cả món ăn nữa. Nhưng mà có thể nói dần dần thì hiện tại em đã khiến cho mình làm quen với cái mảnh đất này. Có thể nói là bây giờ hiện tại trong em thì có thể nói là 6 phần Sài Gòn và 4 phần Hà Nội rồi. Thế nên là nếu để cho em nếu hỏi em là em muốn làm việc ở đâu nhất thì em thật sự là em chọn Sài Gòn. Bởi vì đây là cái nơi mà có thể nói là người trong nghề mình nói là gần như là mảnh đất màu mỡ nhất trong Việt Nam để mà có thể hoạt động được nghệ thuật. Và sau này chắc chắn là em sẽ trở về Hà Nội. Tương lai thôi. Dạ, có thể tương lai. Bạn nói như vậy thì Khánh nghĩ rằng bạn cũng đã tìm hiểu rất là kỹ về cái gu âm nhạc nữa, về cái cách thưởng thức của người Sài Gòn hoặc là ở miền Nam. Thì bạn đã có tìm cho mình một cái công thức nào đó để mình thành công hơn ở hiện tại cũng như là trong tương lai chưa? Thực sự là công thức này của em thì có thể nói là hình như là em nghĩ là chưa ai làm, và sắp tới em sẽ làm. Tiết lộ được không? Em tiết lộ sơ sơ được không về cái công thức này? Tất nhiên em sẽ tiết lộ, còn những cái mà rõ hơn thì có thể là chưa, bởi vì thực sự là em đang định hình dần dần mọi thứ. Thì ngày xưa em ở Hà Nội thì cái trong đầu của em đóng dấu thì đó là mình chỉ được hát nhạc chất thôi. Mình chỉ được hát nhạc sao ta rất là có học và bác học thôi. Hàn Lâm một chút xíu. Hàn Lâm, nhưng mà thực sự là nếu đã là một ca sĩ và muốn kiếm tiền ở cái nghề hát này thì mình phải làm cho mọi người đều thấy vui, chứ không phải là một góc cái khán giả nào đó mà mình đang tưởng tượng ra, hoặc là họ có những số lượng ít. Bởi vì thật sự là em đam mê âm nhạc, thật sự rất đam mê, nhưng mà tiền để giúp đỡ gia đình em cũng rất là cần nữa. Thế nên là ngoài cái việc mà ra những sản phẩm khó gọi là sao ta có một chút Hàn Lâm hay là thực sự chất, thì em vẫn có những cái sản phẩm như là như vừa rồi em có tham gia chương trình Sao Là Sao của đài truyền hình Vĩnh Long, thì em có hát rất nhiều các dòng nhạc mà chưa bao giờ em hát, đó là Tiếng Thạch Sùng, đó là Dạ Cổ Hoài Lang, rồi Gánh Hàng Rong, một ca khúc nói về mẹ rất là xúc động. Và thật sự là khi mà em hát cái dòng nhạc đấy, em nghĩ là có thể là một sự đá sân gì đó vui vẻ gì thôi, nhưng không nghĩ là mình để lại được giải nhất tuần khi mà mình hát những ca khúc như vậy. Thế nên là có nhiều cái suy nghĩ về việc đó. Em đã suy nghĩ và em nghĩ là khá nhiều anh chị ngày hôm đấy cũng đã nói là em nên khám phá thêm cái thị trường cho mình, bởi vì em có thể có cái khả năng khiến cho mọi người yêu quý và yêu thích khi mà em hát cái dòng nhạc đó. Thế là em đang suy nghĩ và em nghĩ là em sẽ làm. Nhưng bây giờ trước khi chúng ta cùng trò chuyện với hàng Binh Bông ở những lĩnh vực khác nữa, thì có lẽ là bây giờ bạn sẽ giới thiệu một sản phẩm âm nhạc để khán giả có thể theo dõi. Vừa rồi thì em và anh đã nói khá nhiều về bài hát Rời rồi, thì tại sao chúng ta không nghe ca khúc Rời? Vậy.
Và các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với một MV mới nhất của Hàng Binbon Song Ca cùng Trung Quân Idol, ca khúc Rời. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục và trò chuyện với cô ấy ha. Khánh được biết là bạn đã ra mắt album đầu tay. Bạn có thể chia sẻ gì về album này ạ? Album đầu tay thì có thể nói là em đã thực hiện cách đây vào khoảng tầm 2 năm. Và thực sự như em nói với anh ấy thì còn gặp nhiều rất nhiều khó khăn về chi phí. Thế nên là em không phát hành được cái album đó và chỉ phát hành online mà thôi. Và album này sau khi ra mắt thì thật sự là khi mà em đi hát thì các bạn thuộc và yêu cầu rất là nhiều. Nhiều hơn lúc ban đầu này, cứ yêu này, phút giây đầu tiên rất là nhiều. Và thật sự là vui khi mà lần đầu tiên một cô bé vào Sài Gòn ra album với một chi phí rất là hạn hẹp mà mọi người lại biết đến, thì thật sự là em thấy rất xúc động và rất là vui. Và đấy gần như là một cái động lực để cho mình cố gắng nhiều hơn. Và tất cả mọi điều cố gắng của mình sẽ được ghi nhận. Đúng rồi. Hằng nè, nếu mà nói về âm nhạc thì bạn nghĩ thế mạnh lớn nhất của bạn là gì? Về âm nhạc, thế mạnh của em ở đây đi cùng với sự khó tính. Bởi vì em thật sự rất khó tính, nên đôi khi sẽ gây một chút khó chịu cho ekip của em. Nhưng mà thật sự khi mà mình nhìn thấy được cái điều mà mình làm sai, mình nhìn thấy cái lỗi của mình mà mình sửa được, tại sao không sửa. Nên là đấy là cái mà em suy nghĩ là khi mình nhìn thấy cái điều gì đó sai, mình đã làm sai rồi, em phải sửa bằng được. Và em ví dụ một bản thu, nếu trong trường hợp mà có một chút về hòa thanh, có một chút về bè bị sai, có một nốt nào đấy em cảm thấy chưa ưng, em sẽ bắt đổ data ra để em sửa lại ngay từ đầu đó. Và điều đó có thể là gây cho nhiều người khác cảm hơi khó chịu. Em thì thời gian sắp tới thật sự rất nhiều người đã góp ý, và em cũng đã có thể nói là đang cố gắng thả mình ra để có thể thoải mái hơn cho một chút xíu và không khó tính nữa, và để cho mọi thứ thật là thoải mái. Nhưng mà bây giờ hiện tại vẫn bị khó tính lắm anh. Còn về âm nhạc thì em được một cái là cả một cái thời gian, suốt thời gian tham gia underground thì em đã quen rất nhiều những người bạn. Và những người đó thì người thì giỏi về nhạc jazz, người thì giỏi về R&B, người thì soul, người thì blue, rất là nhiều các bạn ấy. Và gần như họ là những tài năng ẩn giật, nghe rất là kiểu phim truyền hình TVB. Nhưng mà thật sự là họ rất là giỏi và cái gu âm nhạc của họ rất là tốt. Thế nên là cả một cái quãng thời gian đó em đã học được rất nhiều từ họ về sự cố gắng, về gu âm nhạc, về thẩm mỹ, tất cả mọi thứ. Và bây giờ với cái sự quen biết của em với họ thì khi mà em có một cái bài hát nào đó em cần ra, và em sẽ nhớ đến từng người với một từng dòng nhạc, và họ sẽ hỗ trợ cho em hết mình. Đến bây giờ thì bạn đã thử nghiệm hoặc là đã trải qua bao nhiêu dòng nhạc rồi? Em thực sự là để mà nói nhiều nhất thì đó là R&B. Ngoài ra thì có pop nữa, có rock nữa. Rock là cái dòng nhạc đầu tiên em thử sức. Và mọi người cứ nghĩ là R&B mới là dòng nhạc mà em đeo đuổi ngay được từ thời đầu tiên, nhưng mà không phải, đó là rock. Và em đã diễn rock rất là nhiều ở các trường đại học ở ngoài Hà Nội. Và thật sự là vui vì rock đến với sinh viên thì như kiểu một cái ngọn, một ngọn lửa bên này và một bên này là ngọn lửa, và chụm lại thì nó rất là lớn, và thật sự là rất là hạnh phúc mỗi lần diễn ở các trường đại học. Ngoài ra thì em còn hát thêm nhạc jazz nữa. Vừa rồi thì sao là sao em có hát dân ca, dạo cổ Hoài Lang này, rồi tiếng Thích Sùng đó. Và có thể sắp tới sẽ có nhiều nhạc nữa mà em thử sức. Vừa rồi cũng có một ca khúc về nhạc chill. Sắp tới thì sẽ có một MV nhảy để em thử sức, rằng em muốn khẳng định mọi người rằng là mặc dù em không đẹp, mặc dù em không có những đường cong nóng bỏng, nhưng mà em thực sự rất muốn thử sức mình trong tất cả mọi điều, đó là kể cả việc nhảy nữa. Và việc nhảy này, cái MV nhảy này sẽ được nhảy và thực hiện trên nền nhạc EDM của bài giờ. Nói gì thì nói vậy, nhưng mà bạn kể cho Khánh nghe rất là nhiều những cái thể loại nhạc bạn yêu thích và là đã từng trải qua. Nhưng mà đối với Khánh đó, bóp vẫn là cái nhạc mà khi mà nghe Hằng hát Khánh vẫn cảm nhiều nhất. Thật ạ? Có thể là cá nhân Khánh, hoặc là, nhưng mà thật ra là những người bạn của Khánh, khi mà hôm nay là Khánh nói là hôm nay sẽ được trò chuyện với Hằng Binbon thì mọi người là cô đấy có những cái ca khúc đó, nhưng mà hầu hết là về thể loại bóp. Cũng có thể là cái dòng nhạc đó dễ, mọi người sẽ dễ yêu thích hơn chẳng hạn. Bây giờ thì trước khi đến với những dự định của Hằng Binbon thì Khánh xin mời bạn sẽ giới thiệu tiếp nữa một MV mà bạn yêu mến để gửi đến khán giả của mình. MV tiếp theo đó là một MV em thực hiện cùng Yanbi và Mr. T, là một ca khúc
tiếp nối với ca khúc thu cuối, đó là ca khúc bài hát cuối. Ở ca khúc này thì bọn em đã bê nguyên một bộ sậu gần 30 người ra tận Nha Trang để quay. Thực sự là những thức quay của cái MV này thật sự là khiến em rất là ưng. Vì ưng là vì sao? Lần đầu tiên em xinh như thế và ăn mặc như một dương quá phiên bản nữ. Và thật sự là rất ưng vì vì cái màu sắc của nó nữa và cái ý nghĩa của nó nữa, cũng rất là hay. Và xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc bài hát cuối của Hằng Minh Mông, Nhân Vi và Mr. T. Vâng, các bạn thân mến, bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục trò chuyện với Hằng Minh Mông để xem là những dự định sắp tới của cô ấy là gì. Hằng Đạt Khánh được theo dõi những thông tin đó, thì bạn tự nhận mình là một cô bé lọ lem của showbiz Việt. Vì sao có cái cụm từ này ạ? Nhưng mà em đã trải lòng với anh một chút, đó là thực sự là gia đình em, thực sự em sinh ra ở một gia đình không cho phép em có thể tham gia hoạt động nghệ thuật. Thứ nhất là đó, em cũng không phải là một cô gái xinh đẹp và kiêu hãnh và đường cong nóng bỏng, cũng như cộng thêm một việc đó là gia đình em cũng không phải là có quá nhiều tiền hay mối quan hệ để có thể giúp đỡ em hay là hỗ trợ em một phần nào đấy trong cái nghề này. Và nhiều lúc em cảm thấy thấy thật sự rất là thất vọng, và đôi khi là buồn, và đôi khi cảm thấy mình chẳng làm được gì cả. Nhưng mà thật sự đến thời điểm hiện tại thì như em đã nói với anh, tất cả mọi cố gắng đều đã được ghi nhận, và hãy cố gắng nhiều hơn. Với nghề. Đúng rồi. Khi mà đã hơn 2 năm, gần 2 năm thì bạn đã ra một album rồi, thì sắp tới thì bạn dự định là mình ra album hay là ra những cái single hoặc là những cái ca khúc để trên mạng, những cái trang mạng hay không? Chắc chắn nha anh, bởi vì là nếu một ca sĩ được mọi người chú ý rồi thì không có nghĩa là sẽ nằm im và ngủ trong cái sự vui sướng đấy, vì mọi người sẽ quên mình ngay. Thế nên là kể từ ngày thi The Voice xong thì em cũng đã gọi là dắt túi cho mình một vài ca khúc, và sắp tới thì chắc chắn là em sẽ phải ra một vài ca khúc cũng như là MV sắp tới nữa. Bởi vì ngày xưa thì khó khăn lắm anh, muốn quay một cái MV ấy, chả biết sao, mình cứ loay hoay, rồi mình đi mượn, rồi mình đi diễn, mình cứ để dành mình làm. Nhưng mà bây giờ được cái một cái chút may mắn, đó là khi mọi người đã biết đến mình rồi thì mình có thể đi xin tài trợ, hoặc là có khá nhiều các bên người ta có thể hỗ trợ cho mình quay, kiểu như vậy. Thế nên là cũng có thể nói là thật sự rất là may mắn khi mà đến thời điểm hiện tại, ngoài cái sự là được ghi nhận cái sự cố gắng của mình thì mọi người cũng đã yêu quý và đã giúp đỡ mình rất là nhiều. Với mặt bằng ca sĩ hiện tại thì Khánh nghĩ là Jenny và Mr. T cũng là một trong những ca sĩ mà đi cùng tên tuổi với Hằng Minh Mông. Bạn có nghĩ là một ngày nào đó các bạn tiếp tục hợp tác với nhau để tạo thành một hit mới? Chắc chắn rồi, bởi vì như em đã nói với anh rồi, mình đã hợp và đã yêu cái gu nhạc của ai đó rồi thì chắc chắn là sau này sớm hay muộn thôi, mọi người cũng sẽ có với nhau những đứa con tinh thần khác nữa. Vậy thì ngoài những cái điều mà Hằng chia sẻ thì sắp tới bạn có những cái dự định nào để khán giả có thể theo dõi con đường âm nhạc của bạn? Đó là những sản phẩm mới. Như em nói, ngoài cái MV dance cho bài Rời thì em sẽ có thêm một cái MV cho Tan Vào Nhau Mãi phiên bản Nu Disco, là một dòng nhạc cũng khá mới tại Việt Nam. Và cái dòng nhạc này có thể nói là rất là sang. Thường thì ở nước ngoài mọi người sẽ sử dụng dòng nhạc này để đi catwalk cho các người mẫu hay là các quán bar sang trọng, hoặc là các quán ăn sang trọng. Và em cũng muốn thử sức mình xem là nếu mình làm như vậy thì mọi người có thích hay không. Và cái bản thu này thật sự em rất là ưng. Và em mong là em cảm thấy rất là hồi hộp và mong là sẽ sớm được đưa lời hát này ra và cùng với MV của nó. Bạn nói là mình cũng nôn nao. Không biết là lúc đó cái sản phẩm đó âm nhạc thì mình sẽ đón nhận nó như thế nào. Trước khi chia tay chương trình thì Khánh mời Hằng sẽ giới thiệu một sản phẩm âm nhạc nữa, cũng như là lời chào gửi đến khán giả Đài Phát thanh và Truyền hình Long An ạ. Sản phẩm nữa em xin gửi tới tất cả các khán giả Long An, đó là một MV cũng là thực hiện cùng với Yanbi và Mr. T. Là một MV vừa mới xuất hành, phát hành tại đây thôi, gần đây nhất thôi. Đó là ca khúc Anh Không Xứng. Bọn em quay cái MV này với một chi phí rất là khủng khiếp, và chỉ có đủ tiền để quay, để thuê máy đó trong một ngày thôi. Và máy đấy rất là đắt. Thế nên là những hình ảnh trong MV này thì slow motion rất là nhiều. Và em mong là mọi người sẽ yêu quý ca khúc này, để Hằng Minh Mông, Nhân Vi và Mr. T sẽ có động lực để có thể ra thật nhiều ca khúc
nữa 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 sau này. Ca khúc Anh Không Xứng. Các bạn thân mến, ca khúc Anh Không Xứng thì cũng sẽ là lời chào tạm biệt của Khánh và Hàng Bimbon trong ngày hôm nay. Một lần nữa thay mặt những người theo dõi chương trình cũng như là những người thực hiện chương trình ngày hôm nay, cảm ơn Hàng đã dành thời gian tham gia cùng với chúng tôi chương trình giới thiệu nghệ sĩ của Đài Phát Thanh và Truyền hình Long An. Hy vọng rằng là trong thời gian tới thì những sản phẩm âm nhạc của bạn sẽ luôn luôn được mọi người đón nhận và luôn ủng hộ bạn với những gì mà bạn làm được gửi đến khán giả của mình. Dạ, em xin cảm ơn anh cũng như là gửi lời chào tới anh và tất cả khán giả của Đài Long An, và chúc anh cùng tất cả các khán giả sẽ có thật nhiều sức khỏe để yêu thương, để làm việc, để cống hiến và lúc nào cũng gặp những điều may mắn và luôn luôn hạnh phúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.